Đã 2 ngày trôi qua, con báo hoa mai này vẫn chưa ăn gì. Kẻ đi săn đơn độc đang rất đói. Những con linh dương này không phải là mục tiêu. Chẳng có tay thợ săn nào dạy dột cho con mồi thấy được mình. Tuy cơn đói rất khó chịu, nhưng không vì thế mà phá vỡ nguyên tắc đi săn của con báo hoa mai. Nó rất thận trọng và lúc nào cũng tỉ mỉ trong từng công đoạn. Con mồi của nó là ở sâu cánh rừng này. Kỹ năng rình rập của nó vẫn là bậc thầy của thảo nguyên. Nó lúc nào cũng như bóng ma. Con mồi tội nghiệp vẫn ngây thơ gặp cỏ mà không hề hay biết gì. Không có gì đáng sợ bằng việc kẻ thù nhìn mình ở một góc khuất. Những con linh dương Impala này có thính giác rất nhạy và đôi mắt rất tinh tường. Nhưng rõ ràng nó vẫn không thể phát hiện ra bất kỳ bất thường nào. Bởi cách ngụy trang của con báo là quá đẳng cấp. Nó nhìn qua các khe hở nhỏ xíu để quan sát nhất cử nhất động của con mồi. Việc rình rập là điều cực kỳ quan trọng. Đây là bước đầu tiên cho phép kẻ đi săn tiếp cận con mồi càng gần càng tốt. Bởi linh dương Impala là một cao thủ điền kinh ở lục địa đen. Tốc độ chạy của nó lên đến 80 km/h. Nếu con báo không có cự ly lý tưởng, cuộc săn của nó sẽ thất bại. Hầu hết kẻ săn mồi đi ngược chiều gió để tránh con mồi phát hiện ra mùi của chúng. Nhưng trong trường hợp này, con báo đang ở một nơi không có gió. Mùi của nó đang hòa lẫn dần vào bầu không khí chung. Đây là điều bất lợi lớn. Linh dương Impala đã nhận ra mùi của nó. Nó đã bị lộ. Bầy linh dương bỏ chạy khỏi khu vực gầm cỏ. Công sức rình rập nãy giờ của con báo đã công cốc. Tuy nhiên, nó không bỏ cuộc. Nó đã mất 2 ngày để theo dấu bầy linh dương này. Với loài báo hoa mai, sức chịu đựng của nó đôi khi vượt ra khỏi sự tưởng tượng của chúng ta. Nó tiếp tục theo sát con mồi, một vẻ mặt đôi chút bực bội. Nó nhất định phải bắt cho bằng được một trong số chúng. Oh my god. Bầy linh dương đã đến một khu vực bằng phẳng, khoáng đẳng để gặp cỏ. Một vùng đất không có cây lớn bụi rậm che khuất. Tầm nhìn của chúng thoải mái để không lo có thú dữ rình rập. Tuy nhiên, chúng đã đánh giá quá thấp kẻ thù của mình. Con báo hoa mai rất tinh khôn. Nó đã tìm ra cách để tiếp cận con mồi. Một rãnh đất sâu là nơi phục kích tuyệt vời hơn ở cánh rừng khi nãy. Đây là nơi mà không bất kỳ con linh dương nào phát hiện ra. Đặc biệt, mùi trên cơ thể con báo sẽ không bị lăn tới bầy linh dương đang gặp cỏ. Nhưng không, con báo hoa mai này thật đen đủi. Một con linh dương đực lại chui ngay xuống rãnh đất này để ăn. Đúng là con báo tính không bằng trời tính. Rõ ràng khu vực đi săn lại bị lộ. Nhưng cơ hội của con báo vẫn còn. Bầy linh dương quá tự cao. Chúng nghĩ con báo đã rời đi và tiếp tục ăn cỏ. Quan trọng hơn, chúng đang ăn cùng bầy khỉ đầu chó. Bởi chúng biết khỉ đầu chó cảnh giác rất tốt, nên chúng vẫn thản nhiên ở lại để ăn cho no cái bụng. Thời cơ đã tới. Con báo xông lên đột ngột. Một cái giá phải trả quá đắt cho sự chủ quan. Thợ săn đã có được thứ nó muốn sau 2 ngày rưỡi đi săn. À? Ôi không, một điều thần kỳ đã xảy ra. Không hiểu bằng cách nào mà con linh dương gặp nạn thoát được. Nó phi thân khỏi rãnh đất như thể có phép màu nào đó trợ giúp. Kẻ đi săn ngơ ngác nhồm lên, nhìn con mồi chạy đi đầy tiếc nuối. Có thể dưới rãnh đất gồ ghề, con linh dương vùng vẫy nên đã giúp nó thoát được án tử. Con báo chính thức nhịn đói ngày thứ 3.